Tổng thống Nam Triều Tiên nói lời tạ lỗi trong nước mắt vì thất bại trong nỗ lực cứu hộ và tìm kiếm thi thể trong vụ chìm phà và nói rằng sẽ giải tán lực lượng tuần duyên vì bị cho là ứng phó kém hiệu quả. Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 19 tháng 5, Tổng thống Park Geun-hye đang gõ lời xin lỗi vì nỗi đau đớn và thống khổ mà cả đất nước phải chịu đựng và nói rằng bà nhận lãnh trách nhiệm tối hậu về vụ chìm phà. Bà Park từng vài lần lên tiếng xin lỗi vì để xảy ra thảm họa, nhưng đây là lần đầu tiên bà lên tiếng nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm. Bà cho biết bà sẽ thúc đẩy việc đưa ra một dự luật để giải tán lực lượng tuần duyên và chuyển giao hoạt động của lực lượng này cho cơ quan cảnh sát quốc gia và một cơ quan mới bà sẽ thiết lập. Bà đổ lỗi sự thất bại cho tình trạng tham nhũng sâu xa. Phà Sewol nặng 6.800 tấn bị lật và chìm hôm 16 tháng 4. Hành khách bao gồm 325 học sinh từ cùng một trường trung học đang đi dã ngoại tới hòn đảo Jeju nằm ở miền Tây Nam. Cho tới nay, người ta đã tìm thấy và đưa lên bờ 286 thi thể, nhưng 18 người vẫn còn bị mất tích. Khoảng 172 hành khách, trong đó có 22 trong số 28 thủy thủ đoàn, sống sót. Thuyền trưởng và 3 thành viên thủy thủ đoàn đã bị truy tố vì tội giết người.